Bản tin Thanh Hải Vô Thần Sư số 127. Ghi khắc tư tưởng đúng trong đầu trước khi chết. Dù không muốn ăn chay hay tu hành với chúng tôi, quý vị cũng nên luôn luôn nhắc nhở chính mình. Hãy nhớ rằng Thượng Đế là từ bi bác ái. Đó là tư tưởng duy nhất mà quý vị nên nghĩ lúc từ trần. Như vậy, quý vị sẽ sáng suốt đủ để thấy Giê-xu đứng một bên, thiên đàng đang mở cổng, thiên thần đang đón chào bằng âm nhạc từ tiên cảnh. Quý vị phải nhớ đến những cái cao thượng như vậy. Nhớ chúng ta là con trai, con gái của Thượng Đế. Chúng ta không là bất kỳ cái gì thấp kém hơn và không một sự gì có thể hại được chúng ta. Những ý tưởng này cần phải ghi khắc trong tâm quý vị. Nếu nghĩ như vậy, quý vị sẽ không sợ thần chết vì thần chết không thật sự hiện hữu. Nó hiện hữu là vì chúng ta tạo ra nó bằng cách tin chuyện đó khi còn sống, nên nó mới hóa ra. Bất cứ điều gì quý vị ước muốn sẽ được đem đến cho quý vị. Gõ thì cửa sẽ mở, hỏi thì sẽ được. Bởi vì ở tinh cầu này, đôi khi chúng ta cầu xin điều gì, nhưng khi nó không đến ngay thì chúng ta tưởng rằng nó không hiệu nghiệm. Nhưng lúc nào nó cũng hiệu nghiệm. Chỉ vì bị ngăn trở bởi thân thể này nên chúng ta không thấy kết quả liền lập tức. Đôi khi nó đến chậm một chút và chúng ta đã quên. Quên rằng mình đã ước muốn điều này. Chúng ta nghĩ, à, đây chỉ là may mắn. Hoặc chuyện đó xảy ra cho mình xui xẻo quá. Nhưng không có gì xảy ra mà không do chúng ta ước muốn tự động. Hơn nữa, nếu ý chí của mình không đủ mạnh, thì dĩ nhiên nghiệp chướng, thần thức tổng hợp, dù phủ định hay khẳng định, sẽ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, cũng như giờ phút ra đi. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta được bao che ít nhiều bởi sự vô minh của thân xác. Nhớ lại di sản trên thiên đàng của chúng ta. Nhưng để chuẩn bị cho những phần thưởng cao hơn thế nữa, chúng ta nên học thuật làm chủ vận mạng và tương lai của mình. Nên tạo ra thiên đàng cho chính mình, chuẩn bị cho tương lai của mình, không để từ trường hay nghiệp chướng của những người khác làm ảnh hưởng rồi lôi kéo mình tới chỗ này chỗ kia như một tên nô lệ hay một con chó. Bởi vì chúng ta là vị chủ nhân, là con của biển tình thương của Thượng Đế, chúng ta có nhân phẩm. Nên sống như một thượng đế, hành động như một thượng đế, suy nghĩ như một thượng đế. Điều này không dễ bởi vì chúng ta đã quên cách làm. Nhưng đó chỉ là thói quen, mà thói quen thì có thể luyện tập được và cũng có thể bỏ được theo thời gian. Qua những sinh hoạt bận rộn, dĩ nhiên rất khó cho chúng ta kiểm soát tư tưởng và huấn luyện chính mình trở về lại với những huy hoàng rực rỡ của mình. Bởi vậy mới cần phải bỏ ra một ít thời giờ trong thời khóa biểu bận rộn để tĩnh lặng với chính mình và với Thượng Đế. Khi đó, chúng ta mới có thể tập trung lực lượng suy tưởng của mình và sửa lại thói quen suy nghĩ, làm cho nó trở thành tốt. Mỗi ngày mỗi như vậy, chúng ta sẽ một lần nữa trở thành con cái của thiên đàng như chúng ta thật sự. Vì lý do đó mà chúng ta nên ngồi thiền mỗi ngày, không phải chỉ sau khi tâm ấn mà thôi. Bởi vì sau khi tâm ấn, quý vị đã được giải thoát rồi, là một người tự do. Quý vị thật sự tự do, không một ai có thể đụng chạm đến quý vị được nữa. Nhưng để có một cuộc sống êm đềm hơn tại đây và được hưởng thụ thiên đàng khi vẫn còn hơi thở, để huấn luyện chính mình trở lại làm hoàng tử, làm công chúa của thiên đàng, chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình mỗi ngày. Như vậy, nhiều khi vẫn chưa đủ, bởi vì chúng ta đã bị nhắc nhở, lần này sang lần khác, từ lâu lắm rồi, rằng chúng ta xấu như thế nào. Cho nên bây giờ phải nhắc nhở mình lại rằng chúng ta thật sự tốt đẹp như thế nào. Thành ra phải mất thời gian, phải tập mỗi ngày để nhớ lại điều này. Quý vị không học điều gì cả mà chỉ nhớ lại bởi vì chẳng có gì quý vị phải học. Quý vị là vua của thiên đàng, là một phần của thiên đàng, một phần của toàn thể lực lượng trong vũ trụ. Không có gì mà quý vị không làm được, chỉ cần bỏ thời giờ ra để nhớ lại. Tôi có mặt ở đây để giúp quý vị nhớ lại. Nó không khó như quý vị nghĩ. Nó còn dễ hơn là kiếm sống
dễ hơn là lái xe, dễ hơn là ngủ. Thành ra chúng ta nên thử vì lợi ích chính mình, vì nó quá dễ dàng, đơn giản. Đối với những người có thể dâng hiến trọn trái tim và tâm trí vào việc trở lại thiên đàng, chúng tôi có thể chỉ dạy họ toàn bộ. Quý vị thiền 2-3 tiếng mỗi ngày hoặc càng nhiều càng tốt. Thí dụ như ngủ ít đi một chút, bớt nói chuyện điện thoại, chỉ xem những tin tức quan trọng trên truyền hình, đừng ngồi đó nhìn bất cứ gì trên màn ảnh. Như vậy sẽ có rất nhiều thời giờ. Chúng ta sẽ thấy mình để dành được rất nhiều thời giờ nếu cắt bớt những sinh hoạt không cần thiết mà hồi trước mình thường hay dùng để giết thời giờ. Bây giờ, không còn thời giờ để giết, mà dùng nó để sống, dùng nó để làm linh hồn sống lại. Lúc đó không những chúng ta cảm thấy sung sướng, gia trì cho chính mình mà còn gia trì cho người khác. Thói quen rất khó bỏ, ai cũng biết như vậy, nhưng không có nghĩa là không làm được. Trước kia tôi không biết lái xe, tôi mới có bằng lái gần đây thôi, cho nên khi lái được xe, Chúa ơi, tôi thấy mình như là một con người, cảm thấy giống như những người khác trên tinh cầu. Tôi rất hãnh diện, muốn tất cả mọi người thấy tôi lái xe. Vì tôi tự tập một mình, lần đầu thất bại, lần thứ hai thất bại, nhưng lần thứ ba tôi thành công. Ngay cả việc học lái xe cũng phải mất thời gian lâu, phải mất công, mất tiền và trí tập trung. Vậy mà vẫn làm được. Chúng ta có thể làm được việc này và nhiều việc khác như học Anh văn, thậm chí còn phải tập biết đi. Khi sinh ra chúng ta bò, ngay cả bò cũng không biết, là một em bé nằm đó yếu đuối vô dụng. Nhưng là đứa bé thơ, chúng ta cũng biết cố gắng. Cố gắng bò, rồi cố gắng đứng lên, rồi cố gắng đi chập chững. Sau đó chúng ta tập đi, rồi chạy, bây giờ còn bay nữa. Minh sư khai ngộ thắp sáng đường đi. Cho nên tất cả đều là một tiến trình học hỏi. Đối với một em bé thấy người lớn chạy, đạp xe, lái xe, nhảy, múa là một chuyện không thể nào làm được. Nhưng đối với chúng ta rất dễ vì chúng ta đã cố gắng, đã tự tập luyện mình. Tương tự như thế, chúng ta có thể huấn luyện để lên thiên đàng. Mới đầu thì thấy có vẻ khó nhưng không khó. Nếu tự mình làm thì khó hơn, nhưng nếu có một người đã biết cách chỉ cho bằng cách dạy dỗ, thực tập thì không khó, rất là đơn giản. Thế nên từ thời xưa tới nay, Thượng Đế đã gửi xuống rất nhiều vị thầy để chỉ đường vì chúng ta đã quên. Chỉ cho chúng ta con đường không có nghĩa là người đó giỏi hơn. Chúng ta gọi họ là thầy chỉ vì lúc đầu họ dạy chúng ta điều gì đó. Ở tinh cầu này, chúng ta gọi một người là thầy Anh văn hay giáo sư toán, thí dụ vậy. Nhưng trong giai cấp thiên đàng không có ai cao ai thấp, chỉ có người đi con đường trước đó, rồi chỉ cho người đi sau. Người đã biết con đường có thể chỉ cho chúng ta, như vậy nó dễ hơn, ít bị căng thẳng, chắc chắn hơn và nhanh hơn. Chúng ta có thể tự mình cố gắng trở về thiên đàng, nhưng trên đường có rất nhiều phần chúng ta không biết vì đã quên rồi và đôi khi nó rất là đáng sợ. Bởi vậy cho nên nhiều người cảm thấy không đủ sức, họ sợ. Nhưng khi quý vị có người nào đó đi cùng nắm tay và bảo vệ, chỉ đường cho quý vị đi, chỗ nào phải tránh thì đi đường sẽ vui hơn. Quý vị có người đồng hành thì nó sẽ lẹ hơn, dễ dàng hơn. Cho nên nói vắn tắt là tôi có mặt tại đây trong trường hợp quý vị cảm thấy muốn nhớ lại mình thật sự là ai, không tốn đồng nào và không có điều kiện gì cả. Cái gọi là năm giới luật không phải là năm giới luật. Đó chỉ là một sự đo lường xem quý vị đã sẵn sàng chưa, hoặc một cách để đo lường phẩm tính căn bản của mình. Có nhớ Đức Mô-sê từ trên núi đi xuống đưa ra 10 điều răn không? Ông bảo đây là từ Thượng Đế để chúng ta biết mình đang ở đâu, đứng ở chỗ nào. Không phải quý vị bắt buộc phải theo tôi, nếu không... Không phải như vậy. Thậm chí quý vị không cần phải theo tôi. Tôi chỉ dạy một lần, rồi quý vị nhớ mãi và tự làm một mình.
Sau khi chúng tôi chỉ dẫn, quý vị sẽ biết phải làm như thế nào. Quý vị sẽ là thầy của chính mình mỗi ngày. Cái khó không phải là theo một minh sư hay minh sư nào cả. Cái khó là làm thầy của chính mình, có kỷ luật, khuôn phép để làm những gì quý vị đã chọn làm và những gì quý vị biết là tốt nhất cho linh hồn. Lời pháp cam lồ. Công việc của quý vị tự nó đã là một ân sủng. Khi quý vị làm việc cho Thượng Đế và đại chúng, phước báo quý vị sẽ tăng gấp bội. Càng giúp nhiều người, càng nhiều phước báo sẽ được cộng thêm vào kho tàng phát triển tâm linh của quý vị. Sẽ không có ai bảo vệ chúng ta nếu chúng ta không được bảo vệ bằng sự phát triển tâm linh và lực lượng tâm linh của chính mình. Khai ngộ là giải pháp duy nhất cho tất cả mọi chứng bệnh trên thế giới này. Tình thương Thượng Đế là liều thuốc duy nhất cho mọi phiền não trên hành tinh này. Sư phụ kể chuyện tin cậy chính mình. Ngày xưa có hai con chim cùng với mấy con chim sống cạnh một thửa ruộng kia. Mỗi sáng và mỗi tối, chim cha mẹ đều ra ngoài tìm thức ăn cho chim con. Một hôm, khi đôi chim đem thức ăn về, mấy chú chim non hớt hải nói với cha mẹ: "Bố mẹ ơi, chúng ta sắp tiêu đời rồi." Kinh ngạc, chim cha và chim mẹ hỏi các con: "Chuyện gì vậy? Nói mau đi." Chim con trả lời: "Chúng con nghe nói ông điền chủ đang nhờ họ hàng, bạn bè ông ta tới gặt lúa giúp ngày mai. Chúng ta sẽ không còn gì để ăn nữa." Chim cha và chim mẹ an ủi các con: "Đừng lo chuyện đó, bất kỳ chuyện gì, họ hàng bạn bè ông ta chắc chắn sẽ không tới." Mấy con chim nhỏ có vẻ hoang mang, nhưng nghĩ chắc phải có một sự thật gì đó trong những lời nói ấy, bởi vì cha mẹ nhiều tuổi hơn, kinh nghiệm hơn, chắc là cái gì cũng biết. Thấy yên tâm, các chú chim non bắt đầu ăn sung sướng. Nhiều ngày trôi qua, và quả thật như vậy, không một người bà con hay bạn bè nào tới giúp họ gặt lúa. Rồi, mấy ngày nữa trôi qua, khi chim bố chim mẹ trở về với thức ăn, những chú chim con lại nói nữa: "Thôi rồi, chúng con nghe nói ông nông dân gọi tất cả con cái tới ngày mai để giúp họ gặt lúa. Chúng ta sẽ không có thức ăn. Chúng ta gặp nguy hiểm rồi." Chim bố và chim mẹ cười trấn an các con: "Không, chuyện đó không xảy ra đâu, đừng lo. Con cái họ chắc chắn sẽ không tới giúp. Đừng sợ." Những chú chim non nghe vậy rất vui. Lần trước cha mẹ chúng đoán đúng, lần này cũng đúng luôn. Cả nhà vui vẻ thưởng thức đồ ăn, và quả thật như dự đoán, không một đứa con nào tới giúp người nông gia gặt lúa. Rồi nhiều ngày nữa lại trôi qua, khi chim bố và chim mẹ bay về tổ mang theo thức ăn cho những con chim nhỏ, chúng nói nữa: "Chúng ta nguy to rồi, chúng ta nguy to rồi. Chúng con nghe nói ông nông dân và bà vợ của ông quyết định tự gặt lúa một mình ngày mai. Họ sẽ không nhờ người khác nữa." Lần này, chim bố và chim mẹ thật tình lo lắng, nói rằng: "Như vậy thì tàn đời thật rồi." Sư phụ và mọi người cười. Chim con hỏi: "Ủa, lạ quá, tại sao vậy? Hai lần trước chúng con nói rằng họ sẽ nhờ họ hàng, bạn bè, con cái, thì bố mẹ vui vẻ nói sẽ không có chuyện xảy ra. Tại sao lần này bố mẹ lại sợ hãi khi nghe nói họ sẽ tự gặt hái một mình và không nhờ vào người khác?" Chim bố và chim mẹ giải thích rằng: "Các con không hiểu đâu. Nếu họ thật tình tin cậy vào chính họ thì chắc chắn thế nào họ cũng sẽ làm. Mình không thể lệ thuộc vào người khác. Bây giờ họ đã quyết định tự lực thì chắc chắn họ sẽ làm. Chúng ta sẽ không có thức ăn. Chúng ta nên dọn đi nông trại khác thì hơn." Ngụ ý của câu chuyện này là những người tu hành như chúng ta nên tin cậy vào chính mình hơn là vào người khác. Pháp Quán Âm dạy chúng ta cách tin cậy chính mình. Ngay cả thân thể này cũng không phải là của chúng ta. Cho nên, tu với thân thể này thôi cũng không phải là một điều lý tưởng.
Do đó tôi mới nhấn mạnh rằng chúng ta nên tu với bản lai nguyên thủy của mình ở trong và nhắc nhở bản lai mình tu hành mỗi ngày. Chỉ có cách này là tốt nhất. Do đó, chúng ta rút tỉa được rất nhiều lợi ích qua việc tu hành Pháp Quán Âm. Master Thanh Hải Vô Thường Sư kể tại Tây Hồ Formosa vào ngày 22 tháng 9 năm 1991, nguyên văn Tiếng Trung Hoa, bản tin số 127.